Đây là cái tấm ốp than tre vân 6 nước. Và trong rất là nhiều video lần trước khi Hạ lên về cái tấm than tre, anh chị em nhà mình đã biết đến cái ưu điểm tuyệt vời của nó. Ốp cho tường, cho trần, có thể gập góc vuông và uốn cạnh tròn, bo tròn cột. Đây là vật liệu mà có lẽ là vật liệu duy nhất đến thời điểm bây giờ có thể uốn tròn đẹp mứt như vậy anh chị em ạ. Đấy, nó sẽ như thế này này. Tấm thì nó rất là to, dài, rộng, nhưng thi công của nó cũng sẽ nhanh chóng hơn. Kích thước bản rộng của nó này là 1m22 như thế này, chiều dài là tận 2m8 để phục vụ anh chị em như mình ốp cho tường, cho trần. Đấy, mềm dẻo. Tấm ốp than tre của nhà Haroma thì nó sẽ được thiết kế là 3 lớp. Lớp trên, lớp giữa là lớp cốt than tre, lớp trên này là lớp vân để tạo ra màu sắc cũng như là tạo ra điểm nhấn. Như vân anh chị em nhà mình nhìn ở đây là vân sóng nước nhá. Đấy, khi mà lột cái lớp màng siêu nó rất là đẹp như vậy luôn này anh em này. Thay thế cho những cái tấm inox hoặc là những cái tấm kim loại trang trí mà chi phí lại rẻ hơn nhiều lần. Rồi, mặt sau của nó cũng được phủ thêm một lớp nữa này, để gia tăng cái độ bền cũng như là làm tăng cái tính hiệu quả của cái việc chống ẩm mốc một cách tốt hơn. Với cái tấm than tre này nó sẽ có độ dày là 8mm hoặc là độ dày 5mm. Như tấm anh em chị em nhà mình nhìn thấy ở đây đang là 8mm nhá. Còn tấm 5mm nó sẽ như thế này này mọi người này, 8mm ở trên và 5mm ở dưới. Cốt đen than tre, khả năng chịu nén tốt. Và nó có rất là nhiều màu. Như Hạ đăng lên ở đây là bộ màu cho anh chị em nhà mình tham khảo. Đây, ví dụ như là màu vân xước này, nhám xước này, màu vân gỗ. Chi phí của những cái màu vân gỗ này thì nó sẽ được rẻ hơn so với những cái màu vân xước, vân bóng. Đấy, màu vân vải này, màu kim loại sóng nước thì chi phí nó sẽ nhỉnh hơn. Giá nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái bề mặt phim nhá, hoặc là một màu bóng gương. Nếu như anh chị em mình lo lắng trong cái việc là gương, sử dụng gương bị vỡ trong nhà thì anh chị em hoàn toàn để thay thế bằng những cái tấm ốp than tre Haroma như thế này nhá. Rồi, còn rất là nhiều màu nữa. Màu trắng này, màu trắng này, màu xám này, màu ghi này, màu vân gỗ này. Rồi, mặt sau của nó đây. Đấy, cả tấm nhỏ anh em nhà mình nhìn cho quan sát được dễ hơn. Và nếu như anh chị em mình muốn mua hàng tận gốc giá tại kho thì có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ của Haroma để được báo giá chi tiết theo từng kích thước cũng như là theo từng cái bộ màu phim của tấm nha. Ok, anh chị em nhà mình cần thêm thông tin gì thì cứ để lại phần bình luận. Hạ cũng sẽ lên ở video sau để giải đáp tới anh chị em nhà mình. Follow kênh để cập nhật xuống vật liệu mới nhé.